chào cả nhà. Hôm nay mình đưa cả nhà đi ăn quán bún chả nha, gọi là ngon nhất xóm mình, gần trọ mình ở này cả nhà. Hôm nay mình sẽ cho cả nhà xem bún chả Hà Nội như thế nào nha. Là quán bún chả ở Đình Thôn rồi cả nhà, ngõ 39 nè. Ở ngoài đó là khu đô thị Sudoku đó nha. Bên đây là đường này ra chợ Đình Thôn nè. Bún nướng, bún này, chả này cả nhà, chả viên, chả thịt. Ngày nướng được nhiêu sức chú? 5 kg hả chú? 50 kg. 50 cân. Này mình bán chủ yếu cho mà công ty hả chú? Khách trong làng đây rồi, có khu đô thị đâu rồi. Dạ. Văn phòng đây. Dạ. Các nhân viên nhà hàng Hàn Quốc đây. Ship lại công ty luôn hả chú? Có ship. Có ship luôn. Này ở nhà ngày bán 50 kg thịt cả nhà. Đấy, bún ship. Mình hay ăn quán này của chú lắm. Chú Nghiêm đồ ăn ngon cả nhà. Chú bán đây 7 năm rồi. Dạ. Con ăn ở đây cũng lâu lắm rồi đó. Dạ, trước ăn bên kia để về qua đây. Trước quán bên kia hơi rộng hơn hả chú? Cũng vậy thôi. Vậy thôi hả? Năm 2019 rồi đấy nha. Dạ. Nướng này nóng nhờ. Giống như có điều bán đắt là vui rồi. Quán này chú bán đắt lắm, cả nhà bán ngon. Đắt hàng nghe cả nhà. Mà sức ăn cũng vừa phải nữa. Giá tiền vừa phải nha cả nhà. Dạ. Dạ. Có ai đi ngang ngõ 39 thì ghé ủng hộ chú nha. Gọi ship hàng cũng được nữa cả nhà. Đó là muốn trả gia đình nhá. Dạ, muốn trả gia đình. Này cả nhà, muốn trả gia đình này cả nhà. Mình ở nhà mình gọi ship hàng tới nơi luôn cả nhà. Địa chỉ 31 ngõ 39 Đình Thôn. Dạ. Địa chỉ 31 ngõ 39 Đình Thôn hả chú? Dạ. Cháu bên đây cho được số điện thoại cho khách luôn kìa. Dạ. Có, cháu có quay lên muốn trả gia đình. Chả chấm chả chan cả nhà. Uống chả chan là hình như có măng khô đó hay gì? Măng thì là gì đó. Dạ. Dạ. Rồi bún chả chan thì ra sức như là bùa một bát bún ăn sẵn luôn cả nhà. Còn bún chả chấm thì mình để bún riêng để mình cho vô dần cả nhà. Nè. Nè cả nhà, đây là mình kêu hai sức chả lẳng cả nhà. Đó, có chả viên và chả miếng cả nhà. Nè cả nhà, đây là cái nước giấm với nước mắm với nước ninh xương đó cả nhà. Làm chua chua ngọt ngọt mặn mặn cả nhà, nhưng mà độ mặn không nhiều nha. Cái nước đó là nước dùng để ăn bún đó. Nè, có đu đủ ngon lại làm dưa gớp nè cả nhà, làm dưa chua cho mình đó. Thì giờ ăn gì nè cả nhà, mình sẽ cho tỏi vô nữa cả nhà. Cho tỏi vô ha. Ớt. Rồi cái mình ăn bao nhiêu bún mình cho vô từ từ nha cả nhà. Cho vừa phải bún vô thôi, cho nhiều quá ăn nó bị nước bún nhiều quá nó không ngon. Bún giờ mời cả nhà nghe. Ăn rất cả như là người ta bầm thịt á, người ta nêm gia vị vô cả nhà, nướng ra nó thơm lắm. Uống chả Obama. Uống Mỹ từng ăn uống chả cả nhà, nhưng mà không ăn ở đây. Uống chả gọi là
loại bún cũng đặc trưng ở Hà Nội đó cả nhà. Nhắc bún chả là biết ở Hà Nội nhiều. Mình có con em nó ăn bún chả mà lúc nào nó cũng ăn với nước tương cũng thân đó nhỉ. Ăn đầu tiên mình nghe Hà Nội mình ăn bún chả mình thấy nó lạ cả nhỉ. Nhưng mà ăn quen nha, nhà ghiền luôn cả nhà. Chạy ăn nó như thịt nướng mà nó có nước nó hấp nữa cả nhà. Ở nhiều chỗ mà có bán nem ăn kèm nữa thôi nha. Ở chỗ này nha là ăn nấu xếp hàng ở công ty nhiều lắm cả nhà. Bữa nay chủ nhật hơi vắng, những ngày thường chắc này ngồi không có chỗ ngồi luôn, đông. Chủ nhật thì công ty đang nghỉ nhiều. Để hỏi cảm nhận của cái người ăn bún chả đầu tiên. Nói rồi, ngon không? Dạ, ngon. Ngon thiệt không? Dạ, thiệt. Nó hợp mặn, hợp mặn nó. Dễ ăn ha? Dạ. Thịt nó thơm như thịt nướng mình nhá. Dạ, nó mềm. Mềm. Đấy cả nhà, cảm nhận của người mới ăn bún chả đầu tiên của Hà Nội cả nhà. Ở khu vực mình ở nhiều đồ ăn lắm. Dễ ăn. Ở đây làm cái quán này ở ngay cuối ngõ 39 Đình Thôn luôn cả nhà. Có dịp ra Hà Nội ăn thử cái bún này đi cả nhà, ngon lắm. Mà ở quê mình cũng tự làm được nữa cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở video clip lần sau nha. Bye bye cả nhà.